Chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là nắp lưng của Samsung Galaxy S9 cộng S9 Plus đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Như bạn đã biết, di động cao cấp.vn đang đơn vị cung cấp tất cả linh kiện trên Samsung Galaxy S9 Plus nói chung và phần nắp lưng của Samsung Galaxy S9 Plus nói riêng thời mới của bạn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần nắp lưng của Samsung Galaxy S9 Plus lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới nắp lưng, sửa lỗi hỏng vỡ nắp lưng trên Samsung Galaxy S9 Plus. Quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn hoặc liên hệ trực tiếp 024-66-750-99. Di động cao cấp.vn có mọi loại linh kiện trên S9 phụ quá trình thay mới, sửa chữa với bạn khi cần. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới nắp lưng trên Samsung Galaxy S9 Plus, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99. Chúng tôi có đầy đủ tất cả màu nắp lưng trên Samsung Galaxy S9 phụ quá trình thay mới sửa chữa với bạn, từ màu đen, màu xanh, màu trắng, màu hồng, màu vàng đều có sẵn tại di động cao cấp.vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn để cung cấp linh phụ kiện của Samsung Galaxy S9 Plus hàng đầu Việt Nam. Đối với những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD, chúng tôi ship nắp lưng của Samsung Galaxy S9 đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền thì bưu điện, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.